Je call, I fall. Hóa ra để có một đôi chân thon dài, thân hình thon gọn, Phú Sát Hoàng hậu chỉ dùng một chiếc ghế thực hiện 8 động tác này mà thôi. Bạn chỉ cần một chiếc ghế để luyện tập ở nhà, một lần 15 tới 20 cái. Mỗi bài tập thực hiện 3 lần và nghỉ ngơi giữa các bài tập không quá 1 phút. Thứ nhất, bạn đặt hai bàn tay xuống mặt dàn, mở rộng hai chân. Sau đó bạn đặt từng chân lên ghế để tạo thành tư thế chống đẩy, hai bàn chân chạm nhau. Bạn từ từ nhấc chân trái hướng thẳng lên trần nhà, đưa chân về vị trí ban đầu rồi đổi chân. Thực hiện tương tự, thực hiện 15 tới 20 cái mỗi lần. Thứ hai, bạn ngồi lên ghế, dùng hai tay giữ đầu. Sau đó bạn co đầu gối lên bên trái như thể đang đạp xe đạp. Bạn hãy nhớ không chạm chân vào ghế, đổi chân và thực hiện tương tự. Thứ ba, bạn hãy đặt khuỷu tay lên gối, xoay người sang một bên. Sau đó bạn xoay đưa chân lên và đá, thực hiện 15 tới 20 cái. Bạn đặt hai bàn tay xuống mặt sàn, mở rộng chân hơn. Tiếp đến bạn đặt từng chân lên ghế để tạo thành tư thế chống đẩy. Hai bàn chân chạm nhau, bạn hạ người xuống như tư thế chống đẩy rồi nâng hông lên. Bạn đứng trước ghế cách khoảng 50cm, nhấc chân đặt mu bàn chân lên trái, lên trên ghế. Bạn khoanh tay rồi từ từ khuỵu đầu gối lên bên phải để hạ xuống người thấp xuống mặt sàn. Trở về tư thế ban đầu, đổi chân và thực hiện tương tự, thực hiện 15 tới 20 cái mỗi lần. Bạn chỉ cần ngồi trước ghế, đưa hai tay ra sau, chạm vào thành ghế, bạn nâng người lên sao cho góc chân vẫn chạm sàn. Bạn hãy đặt chân lên ghế, đặt khuỷu tay lên gối, nắm chặt tay. Sau đó bạn đưa chân phải về phía trước, chạm đầu gối chân phải vào sàn. Bạn đổi sang chân trái và làm tương tự. Bạn nằm lên sàn, đặt chân lên ghế và gập người về phía trước, cố gắng chạm hai tay vào giày. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV.